xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Nhật Kim Anh Live nha. Hôm nay thì Kim Anh hướng dẫn và cũng như là sẽ nấu một món, đó là một món chả chả hấp chay. Chả hấp chay mà các bạn nói chả hấp thì các bạn chưa hình dung ra đúng không ạ? Cái chả này là cái chả mà miếng chả mà thường mà mình hay ăn với cơm tấm đó cả nhà. Thì thay vì mình ăn mặn thì bây giờ Kim Anh sẽ hướng dẫn làm món chả hấp chay nha. Chả hấp chay thì có rất là nhiều cách làm. Có người thì làm chả hấp chay với lại củ sắn, đậu xanh, rồi tàu hủ kia, rất là nhiều thứ. Nhưng mà riêng Kim Anh thì ngày hôm nay Kim Anh sẽ làm một cái món chả hấp chay, nhưng mà làm cách làm rất là đơn giản và nhanh. Mình có thể làm ngay và ăn ngay được luôn. Những thành phần chính để mà chúng ta làm chả hấp chay gồm có nè. Chả hấp chay của Kim Anh thì Kim Anh sẽ làm bằng miếng tàu nha các bạn. Cái này miếng tàu này Kim Anh đã ngâm rồi nè. Rồi nấm mèo nè. Hả? Nấm mèo. Và đậu hũ trắng. Các bạn có thể mua miếng đậu hũ trắng khô cứng cứng chút xíu ha, để mình làm cái chả nó không bị chảy. Cà rốt đây các bạn, cà rốt. Còn riêng về hành lá, nếu mà nhà các bạn mà có vị nào mà tu tại gia hoặc là chuyên tu á, thì các bạn không nên làm bỏ hành lá vào ha. Tại vì cái này Kim Anh làm để ở nhà Kim Anh ăn thôi, cho nên Kim Anh để hành lá vào. Và một trái ớt sừng. Rồi, và đây là một miếng chao gia vị. Ngoài những gia vị này, những thành phần này ra thì Kim Anh còn có như là bột hạt nêm chay nè, hạt nấm đó các bạn, hạt nêm chay nè, rồi muối, dầu điều các bạn cũng phải chuẩn bị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bắt tay vào làm món chả hấp chay nha. Kim Anh sẽ sắc nấm mèo. Nấm mèo này thì Kim Anh đã ngâm khá là lâu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ đi những cái cuốn phía dưới này nè các bạn ha. Và dĩ nhiên cái dung lượng thì ví dụ như nhà các bạn thích ăn nấm mèo thì mình sẽ làm nhiều nấm mèo lên. Còn nếu mà các bạn dùng ít thì mình sẽ để ít ít thôi. Mình cắt bỏ cái phần cuốn của cái nấm mèo các bạn, cái phần này nè. Tại vì nó khá là không sạch cho nên mình sẽ cắt bỏ cái phần cuốn đi. Sau khi sắc dài rồi đó các bạn sắc cho nó nhuyễn ra nha. Sau khi mà mình đã sắc xong rồi thì mình để qua một bên nha các bạn. Rồi và sau đó thì các bạn cũng cắt như vậy. Nhưng mà cắt nó to ra một chút xíu nha. Cà rốt chúng ta cũng sắc ra nha các bạn. Ớt sừng thì các bạn sắc lát như thế này. Để lát nữa mình sẽ để lên cho cái chả của mình nó nhìn hấp dẫn đó các bạn. Bây giờ thì Kim Anh đã chuẩn bị xong hết tất cả những cái thành phần cần có rồi. Bây giờ Kim Anh sẽ bắt đầu nghiền đậu hũ ha. Đậu hũ thì nhà Kim Anh dùng hơi nhiều, vì vậy cho nên Kim Anh sẽ dùng 2 miếng. Và chúng ta sẽ nghiền ra. Ôi, cũng mỏi tay đấy. Mỏi tay quá trời luôn. Rồi, vậy là xong. Vậy là Kim Anh đã nghiền nát hết rồi nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cho miếng vào. Cho miếng. Sau đó thì chúng ta sẽ cho nấm mèo vào.
cà rốt. Cà rốt các bạn ăn nhiều thì bỏ nhiều nha. Còn không thì ít ít thôi cũng được. Rồi, và chúng ta bỏ hành lá. Cơm anh thì chỉ bỏ nhiêu đó thôi. Rồi. Và sau đó thì chúng ta trộn lên. Trước khi trộn thì chúng ta sẽ nêm gia vị nửa muỗng canh ha. Nửa muỗng canh chao nè. Chao nghiền ha. Mà một muỗng canh hạt nêm chay, một ít hành phi cho nó thơm ha các bạn ha. Cho Kim Anh khoảng độ một muỗng canh bột bắp, một xíu tiêu, các bạn ăn nhiều thì bỏ nhiều ha, ít thì bỏ ít, trộn đều hỗn hợp lên. Cuối cùng thì các bạn để cho Kim Anh khoảng độ nửa muỗng canh muối nha. Các bạn chịu khó bóp cho cái gia vị của mình nó thẩm thấu cũng như là nó tan ra nha các bạn. Tại vì một lát nữa đây mình hấp á, nếu như cái nào mà nó không tan á, nó sẽ bị mình ăn ví dụ như hột nêm thì nó không tan ra thì nó sẽ bị sực á các bạn. Trước khi bỏ vào khuôn á, thì các bạn nhớ chuẩn bị một cái khuôn như thế này và nhớ để dầu ăn vào trước khi mình hấp nha. Mình để một ít thôi, sau đó thì mình quét. Khi mình đã quét dầu ăn ở dưới cái khuôn rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào để nhồi nhé. Các bạn nhớ là mình sẽ nhét thật chặt xuống nha. Tại vì càng chặt thì cái chảo của chúng ta nó sẽ càng ngon. Đó, các bạn thấy không? Mình ép càng chặt nha. Càng chắc thì cái chả của chúng ta nó sẽ càng cứng và ngon ha các bạn nha. Bây giờ thì Kim Anh sẽ bỏ chả vào trong cái nồi hấp này. Trong lúc mà Kim Anh chờ chả chín á, trong vòng 15 phút thì Kim Anh sẽ đi làm hỗn hợp màu để mà mình quết lên chả cho chả có cái màu thật là đẹp và ngon nha. Một muỗng bột năng, 2 muỗng cà phê nước. Các bạn cho 2 muỗng cà phê dầu điều nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ quậy đều lên. Và bây giờ đã là 15 phút rồi, Kim Anh kiểm tra chả của chúng ta nha. Bây giờ là 15 phút cho nên là Kim Anh sẽ bắt đầu đổ dầu điều lên và quét. Đây. Và trong thời gian chúng ta quét cho cái màu nó đẹp á các bạn. Sau khi mà quét cái màu điều lên cho nó đẹp như thế này rồi đó thì các bạn để thêm 15 phút nữa nha. Chúng ta sẽ bắt đầu để ớt vào vừa với cái khuôn mà chúng ta sẽ cắt cái miếng chả đó các bạn. Để khi mỗi một miếng chả thì chúng ta sẽ có một miếng ớt ha. Chúng ta đậy nắp lại. Để khoảng 5 phút nữa là chúng ta có thể ăn được rồi. Như vậy là chúng ta đã xong 5 phút rồi, bây giờ Kim Anh sẽ tắt bếp và để chả ở đây cho thật nguội. Sau đó thì mình mới bắt đầu lấy ra nha. Vậy là món chả hấp chay này của mình đã xong rồi ha các bạn ha. Và bây giờ thì Kim Anh sẽ cắt ra, bởi vì bây giờ thì cái chả sau khi mà mình đã để nguội rồi đó thì bây giờ Kim Anh sẽ cắt ra và dùng thử nha.
Như vậy là đã hoàn thành xong món chả hấp chay rồi, rất là ngon nha các bạn, mùi cũng rất là thơm. Món chả hấp chay này thật sự là rất là đơn giản, nếu mà các bạn ít miếng lại, nhiều đậu hũ lên thì cái chả chay của chúng ta sẽ còn chắc và ngon hơn nữa. Nhưng mà Kim Anh thì Kim Anh lại thích ăn như vậy và nó đậm đà hơn, mình ăn với cơm sẽ ngon hơn. Đây, như cái dĩa cơm và nước mắm này Kim Anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi. Và bây giờ thì Kim Anh sẽ nếm thử nha. Thật sự ra mình ăn cơm trắng nè. Với một ít chả chay. Rất là ngon và đậm đà lắm các bạn. Thật ra cái này nó cũng đã đậm đà rồi, nếu mà các bạn chấm với nước tương nữa thì sẽ ok hơn. Nhưng mà với Kim Anh có người thì thích ăn mặn hơn thì sẽ chấm với nước tương. Còn với Kim Anh thì Kim Anh ăn không như vậy cũng được, mà chấm với tương cũng được. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong món chả chay rồi ha. Rất là ngon. Không biết đối với mọi người thì như thế nào, nhưng mà đối với Kim Anh thì Kim Anh cảm thấy nó rất là ngon. Tại vì mỗi lần ăn chay thì Kim Anh luôn luôn cảm thấy nó ngon. Và vì vậy cho nên là đây là một cái món chả chay mà rất là dễ làm và thời gian cũng rất là nhanh. Hy vọng rằng tất cả các chị em mình ai cũng có thể nấu được món chả chay này, cũng có thể làm được món chả chay này nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video clip này của Nhật Kim Anh. Các bạn đừng quên là nhấn nút subscribe, tức là nút đăng ký đó. Và sau đó thì bấm chuông để coi những video mới nhất của Nhật Kim Anh nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Cảm ơn và hẹn gặp lại vào những video lần sau nha. Bye bye. Ăn tiếp.